À, vấn đề mà về à, hạn hán hay là về mưa bão về lũ lụt này nọ thì vẫn diễn ra thường xuyên ở trên thế giới ừ. thiên tai nó vẫn luôn diễn ra à, riêng cái tình trạng mà hạn hán thưa quý vị đó là một trong những cái tình trạng nặng đề mà nước mỹ của chúng ta nhiều nơi cũng phải đang gánh chịu oằn lưng để có gánh chịu cái nạn hạn hán mà nó diễn ra ở những cái tiểu bang à, mà khi mà đến mùa nóng á, mùa hè thì cái nhiệt độ lên rất là cao và gây ra tình trạng hạn hán thưa quý vị và nước Mỹ vừa qua thì đã thành công trong cái việc mà làm tuyết nhân tạo để mà chống hạn hán. Và ngày hôm nay Lưu Thái đưa đến quý vị một cái thông tin về cái chiếc máy bay ở Wyoming đã thực hiện đến 28 chuyến bay từ đầu năm đến nay để mà à, cái chuyến bay này thưa quý vị mục đích là để gieo mây và giúp tăng cái lượng mưa và tuyết đối với cái tình trạng hạn hán kéo dài ở phía miền Tây của Hoa Kỳ. Và theo Julie Goda là một người quản lý chương trình biến đổi thời tiết của bang Wyoming à, thưa quý vị, quay Minh bắt đầu gieo mây, à, cái tiếng Anh của nó là Cloud Seeding vào năm 2003 trong một cái nghiên cứu. Và cách đây 8 năm, các nhà chức trách của bang này người ta bắt đầu gieo mây à, theo năng suất chính thức sau khi mà nghiên cứu 10 năm chứng tỏ cái phương pháp này hiệu quả thưa quý vị. Và trong năm nay, các nhà khoa học của bang này đã tham gia ít nhất là 28 chuyến bay để người ta gieo mây và Gonza hy vọng có thể tiến hành gieo mây nhiều hơn do vẫn còn 4 tuần trước khi mà hết mùa gieo mây thưa quý vị à, so sánh Wyoming với các bang khác giống như là bang Utah hay là Utah hay là North Dakota, Dakota à, đã gieo mây từ những thập niên 1970 và năm 1980 và đây là có hoạt động biến đổi thời tiết tương đối mới mẻ so với của Hoa Kỳ À, phương pháp này nó sử dụng một cái đám mây có sẵn để phun cái iốt à, bạc vào đó và làm tăng những cái à, những cái cực nhỏ gọi là cái nhân băng giúp nước nó ngưng tụ lại thưa quý vị về cơ bản thì mây là cái tập hợp những cái giọt nước và hoặc tinh thể băng trôi nổi trên bầu trời và cái nhân băng này nó giúp đám mây tạo ra mưa à, và nhân băng cũng tạo ra những cái phần mà góp phần tạo nên nhiều mưa hơn và có hai cách để mà các nhà khoa học người ta gieo mây đó là từ mặt đất và ở trên từ không trung và sử dụng cái uh, iốt bạc làm chất gieo mưa à, các nhà nghiên cứu người ta thừa nhận dù gieo mây tạo ra nhiều tuyết hơn bình thường thưa quý vị nhưng rất khó để mà biết chính xác cái lượng tuyết họ nhận được trong cái ngày mà nó đổ tuyết đó như là như thế nào nhưng họ chỉ cho biết rằng cái chi phí mà gieo mây tương đối rẻ so với cái chi phí 28 cho đến 34 à, uh, mỹ kim trên 1, 200... Uh, 1.200 uh, mét khối thưa quý vị và năm nay thời tiết nó khô hơn trong tháng vừa qua nên cơ hội để mà tiến hành gieo mây cũng ít hơn và các nhà khoa học người ta cũng làm việc ít hơn trong cái thời gian vừa qua tại vì cái thời cái thời điểm mà mưa nó cũng nhiều hơn nó không có bị hàng hán nhiều cho ừ. nên người ta gieo mây ít hơn và cái hơi ẩm từ hệ thống thời tiết đến khu vực rộng lớn hơn giống như là từ vịnh Mexico hoặc là Thái Bình Dương à, ông Gonza này và cái cộng sự đã thử nghiệm nhiều trước khi mà chính thức gieo mây và không phát hiện tác hại nào của cái iod bạc này thưa quý vị và cái lượng bạc iod này sử dụng trong mỗi chuyến bay chỉ ở mức vài gam thôi thành ra nó không có gây nguy hại đến cái sức khỏe cũng như là ảnh hưởng đến thời tiết cũng như là ảnh hưởng đến sức khỏe con người khi mà cái lượng mưa mà từ trên nó ngừng tụ mà nó đổ xuống để mà nó nó làm giảm đi cái sự hạn hán ở những cái miền đông à, ở miền tây của hoa kỳ giống như ở wyoming hay utah hay là ở những cái miền mà nó đang bị hạn hán thôi